sống Chúa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chúng con vui John, and I'm now living here at Keysborough, so there are now three of us over in that house, so a bit like the Holy Trinity, three, and you can work out who is Father, who is Son, and who is Holy Spirit. I forgot to welcome Father Peter from the Salesian community in Clifton Hill, and the other priest there, I'm not sure of his name. We're happy to be here to take part in this celebration. Islands, listen to me. Pay attention, remotest peoples. The Lord called me before I was born. From my mother's womb, He pronounced my name. He made my mouth a sharp sword and hid me in the shadow of His hand. He made me into a sharpened arrow and concealed me in His quiver. He said to me, "You are my servant, in whom I shall be glorified." While I was thinking, "I have toiled in vain, I have exhausted myself for nothing. And all the while my course was the Lord, my reward was the God. I was honored in the eyes of the Lord, my God was my strength. And now the Lord has spoken, He formed me into the womb to be His servant, to bring Jacob back to life, to gather Israel to Him. It is not enough for you to be my servant, to restore the tribes of Jacob and bring back the survivors of Israel. I will make you the light of the nations, so that my salvation may reach to the ends of the earth." The word of the God. Thanks be to God. When I walk or lie down, all my ways lie upon to you.
God dispersed Saul and David, the king, of whom he approved beneath these words. I have selected David, son of Jesse, a man after my own heart, up for Israel, one David's descendants. Jesus, our Savior, whose coming was heralded by John when he was redeemed by a baptism of repentance. For the world imagined me to be that one is coming after me, and I am not fit to undo his sandal. My brothers, sons of Abraham's race, and all you who fear God, this message of salvation is meant for you, the word of the Lord. Thanks be to God. The school that you go to. Now, it's not by accident that you're at a particular school, is it? Your parents made a decision to send you to a school, and they had their reasons. Maybe you know the reasons, maybe you don't. But what they were doing was trying to set you up for the rest of your life. So you go to school, you pass examinations, you leave at the end of year 12, you get a job or you go and study some more. All of that's happened because your parents have set this up for you. Now, in coming for First Communion today, your family are also setting up something for you. They're setting you up for the rest of your life, not in a job or a university degree or a big house or a car or the latest mobile phone. No, they're setting you up for a life of faith where Jesus will be with you always, just like he is with us now and will be in an even more special way at communion. So you're set up there for the rest of your life. There is somebody who is always going to be there with you. And that's the Jesus you receive in communion today. He's there for the rest of your life. Okay? For all the good news of Jesus Christ, Lord, hear us. Lord, hear our prayer. That we will welcome all those people who are looking for God, Lord, hear us. Lord, hear our prayer. That by prayer and example, we will help people to know that God, that God loves them. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We give thanks to the Lord, and to our parents, grandchildren, and all who have assisted us on our journey of faith. Thank you for helping us prepare to receive the greatest gifts we will ever receive in the Holy Eucharist. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for our friends today who are receiving their first Holy Communion, that they may grow in their love and appreciation for the Mass and for Jesus presence with us in the Blessed Sacrament. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Thank you.
especially the parents of the children who have just received the First Communion today. We would like to say thanks to Father John. Thank you so much for your time and thanks for coming our children's special days today. Kính thưa quý cha, quý nam sĩ, tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn, con xin được đại diện cho cha mẹ của các em lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu tiên ngày hôm nay. Con xin được cảm ơn đến quý cha đã dâng thánh lễ cho các cháu ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn Sơ Hà và huynh trưởng Kỳ An đã không quản ngại thời gian để dạy cho các em và hướng dẫn các em trong suốt thời gian qua. Con xin được cảm ơn ban Khánh Tiết đã trang trí nhà thờ rất là đẹp ngày hôm nay. Con cũng xin được cảm ơn đến ca đoàn của Thiên Nhi Thánh Thể đã góp phần làm cho buổi lễ thêm phần long trọng. Xin được cảm ơn đến ban ẩm thực của phụ huynh Thiếu Nhi Thánh Thể đã chăm lo bữa ăn cho các cháu mỗi tuần. Và cùng con cũng xin được cảm ơn đến quý cộng đoàn, quý bà con cô bác và thân bằng quý thuộc của các cháu đã tham dự và thánh lễ ngày hôm nay và cùng chúc cũng như là cầu nguyện cho các cháu. Con xin được cảm ơn. It's wonderful to have Jamui here today with us. If you hear your name, Therese Claire John. Audrey Boy. Joseph Alex Kwa Minjong. Peter Thomas Min. Vincent Vinquan Vinquan. Trong một lớp xin tội lúc lễ lần đầu với các em có một số em khác nữa, nhưng mà các em sẽ được xin tội lúc lễ lần đầu ở tại trường học của mình, do đó mà không có certificate ngày hôm nay. Xin cộng đoàn một lần nữa cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các em vào đây. Một lần nữa con xin thay mặt các em thiếu nhi thánh thể trong sứ đoàn Công tòa Thiên Như quý phụ huynh cảm ơn Sơ Hà, rồi chị huynh trưởng Kỳ Anh cũng như tất cả các huynh trưởng đã giúp cho các em trong cái việc học giáo lý và huấn luyện các em trong phong trào thiếu nhi thánh thể. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Lá
but not least, bây giờ cha Huy rất là yêu thương Thu Nhi, nên vì lý do đó mà cha mời cha Huy có đôi lời với cộng đoàn cũng như với các em Thu Nhi. Okay, first communicants, your parents, Sơ Hà and Huy Trưởng, have taken you to Jesus today. So they are John the Baptist, because John the Baptist tell people about Christ and take Christ to them, okay? So you see Sơ Hà and Huy Trưởng and cha mẹ, your parents are like John the Baptist. Okay, so you make sure you take the good news of Jesus to others too. Vâng, thưa anh chị em, Thánh Gioan Tẩy Giả đi trước hô hào mọi người là ông Giê-xu muốn đến, ông xóa tội mình để mình sung sướng, đi trước để hô hào gọi là tiền hô. Hồi xưa Việt Nam không có cha nào giải thích, cha Huy còn bé cứ tưởng ông Gioan này ông có tiền răng ông hô thì gọi là tiền hô, nhưng mà không phải, đi trước hô hào. Vâng, thì cha mẹ, các sơ, các huy trưởng giống như là Thánh Gioan tiền hô vậy, dẫn các em đến với Chúa Giê-xu, giới thiệu đây là Chúa Giê-xu, là chư Thiên Chúa đấng xóa tội chúng ta hết sạch luôn. Cha mẹ, tất cả mọi người chúng ta phải là tiền hô thời nay, cho mọi người biết Giê-xu là ai, còn xóa tội mình để sống vui vẻ. Congratulations, first communicant, make sure you stay with Jesus, find out more about Jesus and be good and happy. Okay? Xin mọi người một tràng pháo tay nữa để chúc mừng các em. Chuyển hồ tới tiếng. Cảm ơn Công đoàn. I can't be away because today the big day for all of you and the big fun, and so I have to be here. Congratulations to all of you and your family on the very important days. But I invite you to turn around, turn back and face that altar. And I invite Father Jun to stand up. You know what? Yeah. Today is 24 of June. And that is the John the Baptist. Yeah. J.B. and John the Baptist is his saint name, and today is the feast day, so I just would like to say happy feast day to Father Jun, and thank you very much for your support and your works with young people, especially Thiếu Nhi Thánh Thể in our church. And one more time, clap the hands and thank you. I thought JB stands for just beautiful, but not. Okay, rồi thêm một lần nữa cũng báo cho cộng đoàn biết là cách đây 14 năm và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà cha Tuyển và con chính thức là trở thành tu sĩ dòng Trung Thế Tấn Dòng ngày hôm nay. Make a special prayer. Today is the feast of the birthday of John the Baptist. So we pray for Kachung. Why? We do not want his life to end in the same way as John the Baptist. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé nụ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu
dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình tìm Chúa trái tim nở hoa. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình tin Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao diệu dàng, con xin được nghe Chúa bảo bài. Dạy dỗ con biết song sao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca.